Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đinh Nhung cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Việc đốt kinh Koran ở Thụy Điển đang làm phức tạp thêm cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc tuần hành phò sinh hậu phán quyết Roe đầu tiên là bắt đầu kỷ nguyên giáo dục và vận động chính sách mới. Lời kêu gọi hành động của cuộc tuần hành phò sinh hậu phán quyết Roe. Cuộc tuần hành phò hậu sinh phán quyết Roe buộc các chính trị gia chịu trách nhiệm. Cuộc tuần hành phò sinh hậu phán quyết Roe nhằm giáo dục giới trẻ. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Việc đốt kinh Koran ở Thụy Điển đang làm phức tạp thêm cuộc chiến ở Ukraine. Liên minh các nền văn minh và một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi đã lên án hành động mạo hiểm của lãnh đạo đảng cực hữu Đan Mạch. Đại diện cấp cao của Liên minh các nền văn minh của Liên Hiệp Quốc đã lên án việc đốt sách thánh Hồi giáo của một chính trị gia cực hữu người Thụy Điển gốc Đan Mạch là một hành động hèn hạ. Rasmus Paludan, lãnh đạo đảng chính trị cực hữu Hardline của Đan Mạch, đã thực hiện màn mạo hiểm bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Thụy Điển dưới sự bảo vệ của cảnh sát địa phương hôm thứ Sáu. Người phát ngôn của Merkel, Angel Marontinos, cho biết mặc dù đại diện cấp cao nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận như một quyền cơ bản của con người, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng hành động đốt kinh Koran là biểu hiện của sự căm ghét đối với người Hồi giáo. Đó là hành vi thiếu tôn trọng và xúc phạm các tín đồ của đạo Hồi và không nên bị nhầm lẫn với quyền tự do ngôn luận, tuyên bố nói thêm. Moratinos, người đứng đầu một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, tự mô tả nhiệm vụ của mình là tận tâm thúc đẩy sự hiểu biết giữa các cộng đồng đa dạng, cho biết ông lo ngại về sự gia tăng, phân biệt đối xử, không khoan dung và bạo lực nhằm vào các thành viên của nhiều tôn giáo và cộng đồng khác ở nhiều nơi trên thế giới. Ông kêu gọi xây dựng sự tôn trọng lẫn nhau và thúc đẩy xã hội toàn diện và hòa bình, bắt nguồn từ nhân quyền và phẩm giá cho tất cả mọi người. Ngay sau khi Paludan đốt một bản sao của kinh Koran, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã lên án chính quyền Thụy Điển vì đã không cấm biểu tình. Đó là một hành động phân biệt chủng tộc. Nó không phải là về quyền tự do ngôn luận, ông nói. Các quốc gia Ả Rập bao gồm Ả Rập Saudi, Jordan và Kuwait, cũng như các quốc gia đa số theo đạo Hồi khác như Pakistan và Somalia cũng đã lên án trò đốt sách này. Bộ Ngoại giao Somalia cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai, cho phép hành động thù hận xúc phạm các giá trị và tôn nghiêm của đạo Hồi là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đó không là gì khác ngoài một hành vi mị dân nhằm thúc đẩy hận thù và phân biệt chủng tộc, đồng thời phục vụ các chương trình nghị sự của chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói rằng mặc dù quyền tự do ngôn luận là một phần cơ bản của nền dân chủ, nhưng những gì hợp pháp không nhất thiết phải phù hợp. Ông nói, đốt những cuốn sách thiêng liêng đối với nhiều người là một hành động hết sức thiếu tôn trọng. Một nhóm người biểu tình đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển ở Ankara vào cuối tuần qua để phản đối việc đốt kinh Koran. Tại Bangladesh, người dân cũng biểu tình phản đối vụ việc. Vào tháng 4, thông báo của Paludan về một chuyến du lịch đốt kinh Koran trong thánh lễ Ramadan của người Hồi giáo đã gây ra bạo loạn trên khắp Thụy Điển. Các quan sát viên cho rằng việc đốt kinh Koran ở Thụy Điển đang làm phức tạp thêm cuộc chiến ở Ukraine. Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển đã gia tăng trong những tuần gần đây trong bối cảnh các cuộc biểu tình của phe cực hữu và người Kurd ở Stockholm. Hôm thứ Hai, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đe dọa sẽ hủy bỏ tư cách thành viên NATO của Thụy Điển vì vụ đốt kinh Koran này. Những người cho phép những lời báng bổ như vậy trước đại sứ quán của chúng ta không còn có thể mong đợi sự ủng hộ của chúng ta đối với tư cách thành viên NATO của họ. Ông Erdogan cho biết hôm thứ Hai. Ông nói thêm, nếu bạn yêu mến các thành viên của các tổ chức khủng bố và kẻ thù của đạo Hồi rất nhiều, đến mức bảo vệ họ,
thì chúng ta khuyên bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ của họ cho an ninh của đất nước bạn. Theo hãng tin AP, ông Erdogan cho biết, tư cách thành viên NATO của Thụy Điển là không xảy ra. Tưởng cũng nên biết thêm, các quyết định của NATO được đưa ra trên cơ sở đồng thuận, có nghĩa là tất cả 30 quốc hội của các quốc gia thành viên liên minh phải chấp thuận cho Thụy Điển và Phần Lan tham gia. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên duy nhất chưa thông qua tư cách thành viên của họ. Tình hình còn phức tạp hơn khi Phần Lan tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết với Thụy Điển và chỉ vào NATO khi cùng vào với Thụy Điển. Với việc ngăn chặn Thụy Điển và Phần Lan tham gia NATO, Erdogan đang mang lại chiến thắng cho cuộc chiến chống NATO của Putin. Vladimir Putin là một trong những người được hưởng lợi khi tư cách thành viên NATO của Thụy Điển bị chặn. Putin đã ủng hộ việc chống lại sự mở rộng của liên minh, điều mà ông coi là xâm phạm ảnh hưởng của mạc tư khoa giữa các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và Đông Âu. Trong những tháng dẫn đến cuộc xâm lược Ukraine, Putin đã lên án khả năng Ukraine tham gia liên minh. Mạc tư khoa đã đe dọa trả đũa nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Putin cũng cho biết việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự vào lãnh thổ này chắc chắn sẽ kích động phản ứng của chúng ta. Cuộc tuần hành phò sinh hậu phán quyết Roe đầu tiên là bắt đầu kỷ nguyên giáo dục và vận động chính sách mới. Thực vậy, hàng chục ngàn người tuần hành đã sải bước ngang qua tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Sáu như một nhân chứng công khai rằng phong trào ủng hộ sự sống đang tiếp tục cuộc chiến chống phá thai hợp pháp ở cấp liên bang và tiểu bang sau khi lật ngược phán quyết Roe vs. Wade năm 1973 vào tháng 6. Trọng tâm của họ là hướng tới tương lai. Một số người tuần hành mang theo thông điệp có nội dung: tôi yêu cầu được bảo vệ từ lúc được thụ thai và hãy làm cho việc phá thai trở thành không thể tưởng nghĩ. Và các nhà lãnh đạo phò sinh nhấn mạnh rằng, mặc dù cuộc tụ họp đánh dấu sự kiện kỷ niệm việc bãi bỏ phán quyết Roe vào tháng 6 năm ngoái, nhưng đó cũng là bước khởi đầu cho con đường phía trước của phong trào phò sinh, khi những người ủng hộ phá thai thúc đẩy việc soạn phán quyết Roe thành luật ở cấp liên bang và tiếp tục các cuộc đấu tranh về luật lệ phá thai cấp tiểu bang. Jean Mancini, chủ tịch của diễn hành vì sự sống, nói với tờ Register rằng việc phán quyết Roe bị lật ngược là một sự kiện vô cùng trọng đại, mang ý nghĩa ăn mừng và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người diễn hành trong những năm qua. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi, các bước tiếp theo là gì? Cô nói tiếp, các bước tiếp theo là tiếp tục cuộc chiến ở cấp liên bang, nhưng ở cả các tiểu bang của chúng ta nữa. Đối với cuộc diễn hành vì sự sống, điều đó có nghĩa là mở rộng sáng kiến diễn hành vì sự sống ở tiểu bang của họ, từng bắt đầu cách đây vài năm. Năm nay sẽ có các cuộc tuần hành cấp tiểu bang vì sự sống ở 10 tiểu bang và họ có kế hoạch đạt tới tất cả 50 tiểu bang trong vòng 5-7 năm. Mancini nói rằng một yếu tố khác trong con đường phía trước của phong trào phò sinh là củng cố mạng lưới an toàn cho phụ nữ khi họ phải đương đầu với việc mang thai ngoài ý muốn. Bộ trưởng Tư pháp Mississippi Lynn Fish là người phụ nữ đã yêu cầu tòa án tối cao lật ngược vụ phán quyết Roe trong vụ Dobbs vs. Jackson Women's Health. Cô nói với Register rằng cô coi phán quyết Dobbs là một trường hợp được Chúa chọn khi cô và nhóm của cô nhận vụ việc. Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải xem xét nó từ góc độ tăng quyền cho phụ nữ và cổ vũ sự sống. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó và khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi bắt đầu viết phần tóm tắt của mình. Chúng tôi biết rằng câu hỏi khó phải được đặt ra. Lật ngược vụ Roe vs. Wade, cô nói rằng họ chỉ đơn giản yêu cầu tòa án tối cao trả nó lại cho các tiểu bang, trả lại cho người dân nơi nó thuộc về. Vì vậy chúng tôi đã yêu cầu các thẩm phán điều đó. Họ đã nghe được nó, họ đã đáp ứng. Lời kêu gọi hành động của cuộc tuần hành phò sinh hậu phán quyết Roe. Fish cho biết, phán quyết Dobbs đã cho chúng tôi những lựa chọn đó ngay bây giờ để bắt đầu thực thi ở các tiểu bang tương ứng của chúng tôi. Đối với Mississippi, điều đó có nghĩa là tìm cách cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng với giá cả phải chăng và thảo luận về các lựa chọn nơi làm việc để bảo đảm cho các phụ nữ trẻ
có sự linh động cho gia đình của họ. Cô cũng đề cập đến tầm quan trọng của chính sách chấp pháp việc hỗ trợ trẻ em và kêu gọi cải cách hệ thống nhận con nuôi và nhận nuôi dưỡng, nói rằng chúng ta phải tăng quyền cho những đứa trẻ đó được đưa vào những gia đình yêu thương càng nhanh càng tốt. Cô coi phán quyết Dobbs là một lời kêu gọi hành động cho phong trào phò sinh, nói rằng những người phò sinh nên tự hỏi bản thân, làm thế nào để chúng ta giúp các trung tâm hỗ trợ mang thai của mình để cung cấp cho phụ nữ và trẻ em những gì họ cần. Hiệp sĩ tối cao Patrick Kelly của Hội Hiệp sĩ Columbus nói với Register rằng cuộc diễn hành vì sự sống năm nay khác ở chỗ, phán quyết Roe đã bị lật ngược. Đồng thời ông nói thêm, mọi người ở đây đều nhận ra rằng cuộc đấu tranh vĩ đại vì sự sống vẫn chưa kết thúc và chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Lặp lại thông điệp của Fitch, ông nói rằng công việc khó khăn hàng ngày của phong trào phò sinh diễn ra tại các trung tâm hỗ trợ mang thai và nhà hộ sinh ở các tiểu bang nhằm đồng hành cùng các bà mẹ dễ bị tổn thương và cung cấp cho họ các nguồn lực để lựa chọn sự sống. Ông cho biết công việc của hiệp sĩ Columbus trong việc đưa máy siêu âm vào các trung tâm mang thai này là chìa khóa và đã cứu được vô số mạng sống của hàng nghìn người. Và ông trích dẫn sáng kiến mới của Hội Hiệp sĩ giúp đỡ và hỗ trợ sau khi mang thai, được hình thành sau phán quyết Dobbs, như một phương tiện để tăng cường nỗ lực của họ trong việc hợp tác với các trung tâm hỗ trợ mang thai. Gina Toms, giám đốc nhà hộ sinh Bethlehem House of Omaha, Nebraska, đã phát biểu tại cuộc diễn hành vì sự sống. Cô nói với Register rằng mái ấm giúp những phụ nữ muốn lựa chọn sự sống đang phải đối đầu với vô số rào cản. Những rào cản như vô gia cư, quá khứ phạm tội nhiều lần, nghiện ngập, thực sự bị lạm dụng dưới mọi hình thức. Cô nói, trọng tâm của chúng tôi thực sự là về người mẹ. Hậu phán quyết Roe có sự lẫn lộn, có sự hoảng loạn, có thông tin sai lệch và những gì chúng tôi đang làm chỉ là cung cấp sự thật. Chúng tôi đang cung cấp một kế hoạch trung thực và sau đó khi các bà mẹ chọn điều đó và nếu họ muốn điều đó, chúng tôi sẽ ở đây và chúng tôi đã sẵn sàng. Cô cho biết nhà hộ sinh đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ số phụ nữ tiếp cận sau phán quyết Dobbs và danh sách chờ của họ đã mở rộng từ 7 phụ nữ lên 40. Cô khuyến khích những người phò sinh nhìn vào các tiểu bang của họ, các nhà hộ sinh và xắn tay áo lên, bất kể đó là việc hiến thì giờ, tài năng hay của cải, nhưng để thực sự tăng sức mạnh cho các nhà hộ sinh, bởi vì chúng tôi đã tạo ra một giải pháp hiệu quả cho những người phụ nữ này. Cuộc tuần hành phò sinh hậu phán quyết Roe buộc các chính trị gia chịu trách nhiệm. Marjorie Daniel Feltzer, chủ tịch của Susan B. Anthony Pro-Life America, nói với Register rằng cuộc diễn hành vì sự sống hậu phán quyết Roe này đã khởi đầu của một phong trào phò sự sống hoàn toàn mới. Cô lưu ý rằng nhiều người trong đám đông là những người trẻ tuổi và sự nhiệt tình tuổi trẻ của họ cùng với trí tuệ và kinh nghiệm hàng thập niên đằng sau phong trào, có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng để tiếp tục chương tiếp theo này. Cô coi công việc của Susan B. Anthony Pro-Life America trong việc buộc các phiên chức được bầu phải chịu trách nhiệm về vấn đề sự sống là rất quan trọng trong công việc của phong trào. Cô lưu ý cuộc chạy đua đạt chức tổng thống năm 2024 sắp tới, gọi đó là ưu tiên hàng đầu để bảo đảm việc mỗi ứng cử viên sơ bộ của Đảng Cộng Hòa đều có tham vọng phò sự sống ở cấp liên bang nhiều nhất có thể. Về vai trò của Quốc hội, Daniel Feltzer ca ngợi đa số mới ủng hộ sự sống trong Hạ viện vì đã truyền đạt mạnh mẽ quan điểm ủng hộ sự sống có nghĩa gì, và điều đó trái ngược với phía bên kia ra sao, khi gần đây đã thông qua một biện pháp bảo vệ trẻ sơ sinh còn sống sau khi phá thai thất bại. Và cô đã chỉ trích dân biểu Hạ viện Nancy Mace, RSC, người đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật đó, nhưng sau đó nói với Vanity Fair rằng họ đã bị hướng dẫn sai lạc và nói rằng sẽ có những hệ luận chính trị cho các đảng viên Cộng Hòa áp dụng lập trường ủng hộ sự sống mạnh mẽ. Daniel Feltzer nói, những người như Nancy Mace hoàn toàn sai lầm. Mỗi mục trong cương lãnh của Đảng Cộng Hòa là kết quả của việc thiết lập quyền sống. Tuy nhiên, theo thời gian, cô tin rằng các nhà lập pháp như Mace sẽ thấy rằng truyền thông đẹp đẽ, mạnh mẽ và tốt đẹp sẽ luôn chiến thắng chiến lược đà điểu
vốn đang giả vờ như vấn đề này không hiện hữu. Cuộc tuần hành phò sinh hậu phán quyết Roe nhằm giáo dục giới trẻ. Kristen Hawkins, chủ tịch của Sinh viên vì sự sống của Hoa Kỳ, nói với Register rằng có những cảm xúc phức tạp tại cuộc diễn hành sau phán quyết Roe, bởi vì trong khi có thời khắc ăn mừng mà giai đoạn 1 của sứ mệnh phò sự sống đã hoàn thành được, thì cũng có nỗi buồn này là 63 triệu sinh mạng chúng tôi đã không thể cứu được. Cô nói ngày diễn hành cũng tràn đầy hy vọng và rất nhiều cuộc trò chuyện về chiến lược tiếp theo của phong trào. Sinh viên vì cuộc sống đã tập trung vào việc yêu cầu bảo vệ tại thời điểm thụ thai. Luật bảo vệ trẻ em đã có nhịp tim và yêu cầu các nhà lập pháp hành động để bảo vệ phụ nữ khỏi thuốc phá thai hóa học nguy hiểm. Cô nói rằng động thái gần đây của chính quyền Biden cho phép bán thuốc phá thai tại các hiệu thuốc chứng minh một cách hoàn hảo rằng đây vẫn là vấn đề của liên bang, tiểu bang và cộng đồng và còn rất nhiều việc cần phải làm. Hawkins tin rằng việc giáo dục giới trẻ về vấn đề phá thai là chìa khóa và nhấn mạnh một cuộc thăm dò gần đây với những người từ 18 đến 34 tuổi do Viện Dimitri vì sự tiến bộ phò sinh với YouGov đã phát hiện ra rằng đối với thế hệ Z và thế hệ Y, khối bỏ phiếu cấp tiến nhất, khối bỏ phiếu ít đi nhà thờ nhất, sự kiện 52% từng ủng hộ việc biến phán quyết Roe thành luật và 22% phản đối việc biến thành luật này đã thay đổi còn 37% ủng hộ việc biến nó thành luật và 47% phản đối sau khi những người được khảo sát cho biết rằng việc biến phán quyết Roe thành luật có nghĩa là cho phép phá thai trong suốt 9 tháng của thai kỳ. Cô nói rằng cô sẽ khuyến khích những người ủng hộ sự sống tích cực trong cộng đồng và giáo xứ của họ và tự hỏi họ đang làm gì để hỗ trợ các sinh viên đang mang thai và nuôi dạy con cái. Và họ đang ủng hộ luật nào của tiểu bang để bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi nạn phá thai. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.